Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 4, trang 162, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập. Bài tập 4 đề bài như sau. Một thuyền máy đi xuôi dòng từ bến A đến bến B. Vận tốc của thuyền máy khi nước lặng là 22,6 km/h và vận tốc dòng nước là 2,2 km/h. Sau 1 giờ 15 phút thì thuyền máy đến bến B. Tính độ dài quãng sông AB. Như vậy, ở bài tập này, chúng ta đã biết tổng thời gian để thuyền máy đi từ bến A đến bến B. Để tính vận tốc của thuyền máy, các con lưu ý thuyền máy đi xuôi dòng, mà vận tốc của thuyền máy khi nước lặng là 22,6 km/h và vận tốc của dòng nước là 2,2 km/h. Thuyền đi xuôi dòng thì để tính vận tốc của thuyền, ta phải lấy vận tốc của thuyền khi nước lặng cộng với vận tốc của dòng nước. Biết thời gian và vận tốc, chúng ta dễ dàng tính được độ dài quãng sông AB bằng cách lấy vận tốc nhân với thời gian. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài tập số 4. Bước đầu tiên, cô sẽ đổi 1 giờ 15 phút bằng, ta có 15 phút bằng 15 phần 60 giờ hay chính bằng 0,25 giờ. Như vậy, 1 giờ 15 phút sẽ bằng 1,25 giờ. Tiếp theo, chúng ta tìm vận tốc của thuyền máy khi xuôi dòng. Vận tốc của thuyền máy khi xuôi dòng sẽ bằng vận tốc của thuyền khi nước lặng là 22,6 cộng với vận tốc của dòng nước là 2,2. Sáu cộng 2 bằng 8, 2 cộng 2 bằng 4, 2 hạ 2, viết dấu phẩy. Như vậy, vận tốc của thuyền máy khi xuôi dòng là 24,8 km/h. Như vậy là chúng ta đã biết vận tốc và biết thời gian. Ta dễ dàng tính được độ dài quãng sông AB là. Chúng ta lấy vận tốc nhân với thời gian mà thuyền máy đi trên quãng sông đó. 24,8 nhân với 1,25. 5 x 8 bằng 40, viết 0 nhớ 4. 5 x 4 bằng 20, nhớ 4 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 5 x 2 bằng 10, nhớ 2 bằng 12. 2 x 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 2 x 4 bằng 8, nhớ 1 bằng 9, viết 9. 2 x 2 bằng 4. 1 x 8 bằng 8. 1 x 4 bằng 4, 1 x 2 bằng 2. Cô cộng các tích 0 hạ 0, 4 cộng 6 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 cộng 9 bằng 11, 11 cộng 8 bằng 19, nhớ 1 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 1 cộng 4 bằng 5, 5 cộng 4 bằng 9, 9 nhớ 2 bằng 11, viết 1 nhớ 1, 2 nhớ 1 bằng 3. Phần thập phân của cả hai thừa số có tất cả 3 chữ số. Như vậy, cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra 3 chữ số kể từ phải sang trái. Cô được kết quả bằng 31. Như vậy, độ dài quãng sông AB dài 31 km. Đáp số. Vừa rồi, cô giáo đã hướng dẫn xong cho các con bài tập 4, trang 162, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com. Cô chúc các con học tốt!